Xin kính chào quý vị và các bạn. Xe chúng ta sau một thời gian sử dụng thì thông thường thì hệ thống bơm xăng của nó có thể sẽ bị yếu đi, hoặc trong một số trường hợp nó sẽ bị hỏng. Và bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn về cách chúng ta thay bơm xăng cho một chiếc xe, đó là BMW E46. Đây là một chiếc xe cũng khá lâu rồi và nó rất chất lượng. Một chiếc xe thì sử dụng một thời gian khá dài thì bơm xăng nó cũng nhiều khi nó có vấn đề, thậm chí có hiểu hoặc bị hỏng. Và chúng ta có nhiều phương án thay thế. Chúng ta có thể vào trong hãng với mức thay thế khá đắt, thông thường các bạn có lẽ phải trên 10 triệu đồng cả hệ thống bơm xăng. Và khá đắt đỏ cũng có thể các bạn mua phụ tùng bên ngoài, mua bơm xăng bên ngoài. Nếu mua đúng chỗ các bạn chỉ mua khoảng 5,5 triệu đến 6 triệu đồng một cái. Chính hãng có được giống hết cái hàng lắp trong xe và lắp vào cũng rất yên tâm. Còn các bạn nếu mà thấy rằng chiếc bơm xăng của mình chỉ có hệ thống bơm hơi yếu thôi, nhưng mà về cảm biến mực xăng không vấn đề gì cả, thì các bạn có thể chỉ mua mỗi mình cái bơm xăng thôi, chỉ mua mình thân bơm thôi. Như vậy giá họ sẽ rẻ hơn hẳn. Các bạn mua đúng chỗ có thể giá khoảng từ 2-3 triệu. Và như vậy các bạn chỉ về mà lắp vào và cắm điện và tháo nguồn hút và nguồn đẩy ra là chúng ta có thể lắp vào để vận hành bình thường chiếc xe của mình. Còn có một số trường hợp khác các bạn có thể sáng tạo hơn, là các bạn có thể tìm trên mạng hoặc ngoài thị trường những chiếc bơm của các hãng uy tín, ví dụ như Bốc là gì đánh giá là uy tín nhất. Chúng ta mua một cái và các bạn để ý về cái đường kính của thân bơm, nó bằng hoặc nhỏ hơn so với cái bơm gốc là được. Và tốt nhất là nếu như các bạn mua thì nó có thêm cái lọc xăng phía dưới để chống bụi bẩn và các thứ linh tinh, đó là gọi lọc thô thì tốt nhất. Và các bạn về lắp vào, thực tế là mình đã mua một chiếc bơm xăng của Bốc giá 650.000 và lắp vào cho chiếc BMW E46 và nó vận hành rất tốt, 2 năm sử dụng và không thấy có vấn đề gì cả. Cái bơm đó nó có đường kính nhỏ hơn so với bơm gốc một chút, nhưng mà chỉ cần mình có thêm lực đệm và đặt đúng vị trí thì nó cũng vận hành rất đúng với thiết kế của nó. Tất nhiên thì các bạn mua bơm cần lưu ý, đó là công suất của bơm. Thông thường khi bạn bơm thì người ta có ghi thông số là dùng cho động cơ 10 lít trở lên. Thì giả sử xe của bạn động cơ 2 lít thì bạn nên mua một loại động cơ dành cho loại bơm xăng dành cho động cơ 2 lít, 2,5 lít, 3 lít, nói chung là lớn hơn một chút so với dung tích của động cơ xe mình. Như vậy nó sẽ vận hành tốt nhất. Nếu như mà bơm của các bạn mua công suất nhỏ hơn dành cho xe động cơ nhỏ hơn thì có thể là nó sẽ kém bộ và vận hành không đúng với thiết kế. Thì thực tế chúng ta có rất nhiều phương án lựa chọn. Có một lần mình hỏi về bơm xăng của Toyota Vios, nó có giá đến 9 triệu đồng, tức là đắt hơn cả BMW các bạn. Có lần mình định hỏi để xem thử nó có rẻ không, nhưng mà không hề rẻ, đắt hơn cả bơm xăng của BMW gấp rưỡi lần. Và nếu mà chúng ta biết cách tìm đúng vị trí và biết cách sáng tạo thì chúng ta có thể mua phụ tùng với giá rẻ và thay thế với chất lượng không hề thua kém. Thậm chí nếu người ta làm thì chi phí không phải là 4-5 triệu mà chỉ không đến 1 triệu đồng, mà chức năng hoạt động vẫn hoàn hảo và tốt. Chỉ cần các bạn để ý khi đầu cực điện âm và dương chính xác nhau. Nếu như dắt thì nó chính xác rồi, nhưng mà nếu nó loại mà khác không gọi dắt thì các bạn để cực âm và cực dương chính xác nhau. Và nếu như nó mà không gọi dắt phù hợp thì chúng ta chỉ việc đem bơm đến cửa hàng điện tử và nhờ người ta hàn lại, và như thế nó sẽ vận hành được rồi. Còn nếu bạn nào khéo tay và làm tự hàn, riêng mình đã tự hàn và thấy nó rất ổn, không hề vấn đề gì. Và chúng ta có thể làm cho chiếc xe của chúng ta vận hành rất tốt với chi phí rất thấp. Chứ không phải như nhiều người nói là BMW thì rất chi là tốn nhiều tiền phụ tùng. Điều quan trọng là chỗ mình biết như thế nào là phù hợp và có một chút sáng tạo ở trong đó. Còn việc mà mình tháo
bơm xăng ra để mà thay thế thì nó là nó cũng không hề khó. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn vị trí đặt bơm xăng và thao tác mở nó ra, nhưng mà nó cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp cả. Chỉ cần tháo dập điện và vặn cái ốc lớn, bốn cái ốc nhỏ phía ngoài và một cái ốc lớn là có thể tháo nó ra và thay thế rất dễ dàng, và chúng ta ai cũng có thể làm được. Thấy nó có một ốc khá lớn ở đây, cái chỉ cần đục vào nó ra cái là nhân viên ở cùng này vào rất dễ dàng cho các bạn. Trên đây là mình giới thiệu về cách chúng ta thay với chi phí thấp nhất đấy, cụ bơm, và đấy là hệ thống cảnh báo mực xăng. Thông thường nó chẳng phải khi học, chúng ta chỉ cần thay nguyên cụ bơm thôi, và với chi phí rất thấp chúng ta có thể làm chiếc xe của mình vận hành rất hiệu quả và an toàn. Thưa các bạn, việc tháo bơm xăng ra là một việc cũng khá dễ dàng, chứ không phức tạp như nhiều người nghĩ. Vị trí bơm xăng và bình xăng là đặt vào vị trí ghế sau phía bên phụ. Chúng ta chỉ việc cầm lấy phần phía ngoài của ghế ra, giật nhẹ lên là nó sẽ lên, giật cả hai bên là chúng ta cất được cái tấm nệm phía dưới của ghế ra, và sau đó chúng ta sẽ thấy có hai vòng tròn giống như hai cái loa hai bên. Thì phần của bơm xăng là nằm phía bên phụ. Nếu chúng ta ngồi trong xe, nó nằm bên phía tay phải của chúng ta. Và ở trên cái hình tròn giống như cái loa là có bốn con ốc cỡ 10. Chúng ta chỉ việc tháo bốn con ốc ấy ra. Đây, tháo bốn con ốc ấy ra. 3 4 là chúng ta sẽ thấy phần bơm xăng, và chúng ta chỉ cần đục cái vòng tròn này cho nó xoay ngược theo chiều kim đồng hồ là chúng ta có thể mở được nắp của bơm xăng ra ngoài. Và thao tác này cũng không hề phức tạp. Sau đó chúng ta chỉ việc tháo cái dắt điện ra là chúng ta có thể tiếp cận được cả khối bơm xăng, và chúng ta có thể bê nguyên nó ra ngoài và có thể làm bất cứ điều gì với nó. Còn có cái ta vừa xem đó là cái rong cao su, nó có tác dụng ngăn để cho không cho xăng hay là hơi xăng nó bốc ra phía bên ngoài, làm hao xăng và ảnh hưởng đến hơi thở của chúng ta, không khí chúng ta ở bên trong xe. Và nó nằm phía bên phụ, nó nằm phía bên phụ mà ghế sau, chúng ta chỉ việc giật cái ghế ra lên là chúng ta có thể tiếp cận nó, tháo bốn con ốc của cái hình giống như cái loa, tháo lên một cái là chúng ta có thể tháo ra nó một cách rất dễ dàng và không có gì phức tạp cả. Mình xin chúc các bạn có thể tự mình tháo và thay được bơm xăng với chi phí rẻ nhất và chất lượng nhất. Tất nhiên quyền quyết định là tùy chúng ta có thể chọn phương án hơn 10 triệu đồng, hoặc chúng ta có thể chọn phương án 6 triệu đồng, hoặc chúng ta có thể chọn phương án 2 triệu đồng, và thậm chí phương án không đến 1 triệu đồng là như mình nói 650.000. Và cả các phương án mình thấy đều chất lượng và ổn định. Việc chúng ta quyết định sử dụng phương án nào đã tùy thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.